Trang phục áo chàm không chỉ là vẻ đẹp bên ngoài, là biểu tượng cho sắc màu núi rừng, mà còn ẩn chứa bên trong sự đôn hậu, thủy mị, khéo léo của người con gái. Vải chàm chính là sắc màu, linh hồn, là văn hóa của dân tộc Tày Nùng đã ngàn năm định hình trên dải đất hình chữ S này. Trước kia trên các triền đồi ở các bản làng, đâu đâu cũng thấy nương bông trắng muốt. Đây là nguyên liệu làm ra vải và trang phục truyền thống, cũng như các vật dụng sinh hoạt của đồng bào Tày như chăn, quần áo, đệm, túi, khăn. Ngày nay không còn gia đình nào trồng bông, dệt vải. Nhưng nhuộm chàm và bộ trang phục áo chàm truyền thống vẫn còn được lưu giữ. Đến với mảnh đất Bảo Lạc, sắc chàm đã vắng bóng trong đời sống hàng ngày của những người Tày ở nơi đây. Chỉ khi lễ Tết, đám cưới hoặc ngày hội văn hóa mới lại thấy bộ trang phục truyền thống. Với bà Mê Thị Đẹp, hơn nửa đời người gắn với sắc chàm. Thế hệ của bà hầu như người con gái nào khi lớn lên cũng thành thạo việc xe sợi, dệt vải, nhuộm chàm, may áo. Để rồi giờ đây, khi thế hệ trẻ lớn lên trong sự đủ đầy, thì bà vẫn cắt may và lưu giữ những bộ trang phục chàm như một bảo vật đáng trân quý. Ai? Ai nung sửa khóa lắm á anh này à? Nung sửa khóa áo chàm. Và giờ tiếng sao lại thoảng cả sửa khóa nó? Không phải, sửa rì. À sửa rì. Sửa rì. Sửa khóa này tới tiếng thằng này. Lát nữa tầm nó quay quay rồi hắn ai nung sửa khóa này đấy. Tụi mà phư nơi đây mà đã. Đầy, đầy mới đầy. Đầy, đụng bên này một anh đầy thao hơn à. Mới đầy cái lại nó tục á. Tôi kể tới, cân kể tới hết ổng má lên hơn. Nụng bên này là tục cân đầy hơn. À nhưng mới thắt cung bên này đâm bơ á. Hồi lát mình đụng thừ đầy bố. Nhãn mi. Lúc nào lại phải hết lúa lại nung sửa khoản đấy hả? Áo bây giờ chỉ lấy bộ. Phải kỳ bộ. Có cả bộ. Hằng mẹ luôn nung tay hay là áo bây giờ mày đã thương lắm? Mẹ luôn nung đáy. Nhà lẽ áo mẹ già nung rồi. Áo bây giờ ta mẹ già. Áo bây giờ mẹ già ơ. Mày lúc sau lúc làng này mày thắt chỉ lấy bộ. Hết sám bộ, thị bộ. Sám thị bộ gì đó à? Vẫn cái này vàng nó, để cho đẹp đẹp dạ, nó. Dạ, anh đi đây mình đi phá lùa ba. Nung sửa đi mình phá lùa, chẳng bến. Mà cứ là tập thúc áo lắm. Tập thúc áo đấy. Mày chẳng đụng phải hết má lên. Áo má lên, tầm áo lắm. Tầm ổ má lên, con má lên, chẳng hết sữa. Giờ đây khỏi là có bắt đầu có bông, cây bông á. Giờ bươn lắc này cháy hả? Bươn lấy cháy lớn. Bươn này ở lắc chiếc không? Bươn lấy cháy á. Đây xong là đứt bươn lắc là gì cháy sâu? Bươn bẹt, tháng 8 ấy. Được chết được phải lên phải da bông má lên ổng má đứa lên cắp cắp xuống lên phải không mấy phải hết bông má thằng này xịt chết chết lên má quay ổng lên hết bên áo lên mọi cung thừa đấy bên này lên ngày mai là hôm nay không đoạn hết không lại không đoạn nữa ta phải chết ổng má thằng bên thai má thằng lá chẳng hết xong lấy thuốc chàm về áo da má nồng nồng thì chân đen 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 tắm tắm má chân hết bên xưa tắm
Ở tầm phút đầu nè. Ồ, còn chưa cuốn thôi. Ừ. Cứ làm cái khóc. Ở này là tầm chỉ mát bên này hả bác? Ờ, tầm chỉ mát bên đi. Cần tay đây cả bên phải. Cần nùng là làm cái đầu bên phải, bên phải. Cần nùng là đường khoa. Đường khoa. Đường khoa. Tay này còn bên phải. Ừ, cần tay vào bên phải. Không ai biết người Tày biết trồng bông, diệt vải và nhuộm chàm từ bao giờ. Chỉ biết rằng thế hệ trước truyền lại cho thế hệ sau. Các bà, các mẹ đã dạy cách làm trang phục chàm người Tày như một cách thức trao kinh nghiệm và giữ gìn nghề truyền thống. Sắc chàm giản dị, không sặc sỡ, không hoa văn, nhưng lại toát lên vẻ đẹp, một vẻ đẹp đơn thuần như núi rừng vùng cao. Bà cụ đi mà bà ngoại về để tế, hết ở má bên để tế xón. Trước đây bà ngoại của tôi dạy cho tôi từ khi còn nhỏ. Tôi thì mẹ mất sớm nên cố gắng học bà ngoại, rồi những người hàng xóm trong làng, trong bản. Khi mọi người làm, tôi cũng đi vừa xem vừa học luôn. Học cách các bà, các mẹ cắt rồi may. Sau đó tôi đi lấy chồng. Tôi lại dạy cho các em những gì tôi biết để có thể tự làm thành một bộ quần áo hoàn chỉnh. Cứ làm nhiều rồi khắc quen là làm được thôi. Lúc mới học cũng chưa biết làm, cũng tự cắt, tự may nhưng không ra hình hài của chiếc áo. Tôi lại đi học bà ngoại tiếp, dần dần cũng làm được đẹp. Tôi biết làm rồi, tôi lại dạy cho các em. Thế hệ bây giờ không có rồi, nhưng trước đây thế hệ của tôi là ngày nào cũng có người may áo, ngày ngày mặc áo chàm. Ngày đó ai cũng mặc áo chàm như này cả. Vì lúc đó không có các loại quần áo nhiều như chợ bán bây giờ. Tất cả đều tự may, tự làm thôi. Tự dệt hoặc đi mua vải để may quần áo mặc. Giờ đây thì lớp trẻ ít mặc rồi, cũng không thấy ai làm nữa. Tôi vẫn tiếc tấm áo chàm truyền thống của người Tày, nên vẫn dạy cho các con, các cháu cách may áo. Giờ đây sắc chàm đã không còn là trang phục hàng ngày, nhưng không vì thế mà nó sẽ mất đi. Bởi đây là một biểu tượng văn hóa đặc sắc mà người Tày Nùng đã từng ngàn năm lưu giữ, là niềm tự hào của người phụ nữ vùng cao. Tin rằng ở đâu đó trên các bản làng vẫn còn những người chân quý và lưu truyền những trang phục áo chàm truyền thống, thì sức sống của sắc chàm sẽ mãi trường tồn.